nhà đẹp, vị trí đẹp, giá tốt, Kim Chi Land luôn luôn mang đến cho quý vị những lựa chọn hoàn hảo nhất. Trong video hôm nay, Kim Chi Land xin giới thiệu đến quý vị một ngôi nhà phố nằm trong khu Cầm Bao, có bảo vệ 24/24 và ngôi nhà nằm trên trục đường có chiều rộng là 8m. Và bây giờ, Kim Chi Land xin mời quý vị xem video của ngôi nhà hôm nay. Thông tin ngôi nhà như sau: chiều ngang 5m, chiều dài 16m, kết cấu một trệt, 3 lầu đúc, 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân thượng, sân phơi, ô tô đậu trong nhà. Ngôi nhà này có hướng là hướng Tây Nam, thích hợp cho quý vị chọn hướng Tây tứ trạch. Và bây giờ, xin mời quý vị tiến vào bên trong để xem qua. Đây là phần gara đậu ô tô. Hiện tại thì mình có thể đậu được một cái xe 7 chỗ và thêm nhiều cái xe máy rất là dễ dàng nha quý vị. Với chiều dài của cái phần gara này khoảng 6m. Khu vực phòng khách trung tâm của ngôi nhà được trang trí rất là đẹp mắt, nhìn xa rất là sang trọng đúng không quý vị? Tất cả các nội thất tại đây chủ đầu tư sẽ tặng kèm cho mình luôn, bao gồm một bộ sofa bằng da công nghiệp nè, bức tường phía sau bộ sofa cũng được trang trí rất đẹp, máy lạnh, đèn chùm, nói chung là mọi thứ là được trang bị sẵn, không thiếu một món gì. Và phía đối diện cái bộ sofa là một hệ kệ tivi tận dụng không gian dưới cầu thang để làm một cái kệ tivi. Đây là một cái cách thiết kế rất là tinh tế và hợp lý. Cái chiếc tivi mà 65 inch chủ đầu tư sẽ tặng kèm cho mình luôn. Tiếp theo là không gian bếp với diện tích rộng khoảng hơn 20m², một không gian rất rộng và thông thoáng, được trang bị đầy đủ các thiết bị bếp thông minh và thiết bị điện máy như là máy lạnh nè, máy hút mùi và đầy đủ công năng sử dụng để phục vụ cho các chị em nội trợ nha quý vị. Diện bếp là khu vực đặt bàn ăn với 6 ghế ngồi rộng rãi, nói chung là có thể mở rộng lên đến 8 ghế rất là thoải mái nha quý vị. Khu vực tại đây là cũng được trang trí rất là đẹp mắt. Và phía sau không gian bếp là khu vực sân sau. Khu vực này để là làm một cái khoảng sân để dùng lấy gió trời và ánh sáng tự nhiên để từ bên ngoài vào, và khi mà nấu ăn để mình thoát mùi qua ra. Và dĩ nhiên tại đây cũng có một cái vệ sinh dành riêng cho khách. Và bây giờ Kim Chi Land xin mời quý vị xem qua lại cái view tổng thể của tầng trệt và chúng ta sẽ di chuyển lên các tầng ở phía trên. Hiện tại quý vị đang xem video tại tầng 1 của ngôi nhà. Trên tầng 1 thì chủ đầu tư đã bố trí 2 phòng ngủ và 2 vệ sinh. Và bây giờ xin mời quý vị xem phòng ngủ ở phía sau. Phòng ngủ này có diện tích là khoảng 20m² nha quý vị. Được chủ đầu tư trang bị rất là nhiều nội thất như là giường, táp đầu giường, bàn trang điểm, tủ áo và máy lạnh. Phía đối diện giường là một cái hệ kệ tivi. Và tại phòng ngủ này cũng có một cái vệ sinh riêng nha quý vị. Đây là vệ sinh của phòng ngủ phía sau. Vệ sinh thì cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị rồi, không thiếu món gì nha quý vị. Nhà vệ sinh này rất là rộng. Và bây giờ xin mời quý vị tiến về phòng ngủ phía trước. Sảnh hành lang của mình trang trí cũng rất là đẹp, cũng tương tự như là phòng ngủ phía sau. Thì phòng ngủ này cũng được trang bị rất là nhiều nội thất nha quý vị. Đây, cái phần mà tủ áo, phần tủ áo thì nhìn có một cái nét nổi bật khác với cái phòng mà ngủ phía sau, là cánh tủ bằng cái chất liệu là thùng melamine, chất liệu gỗ của An Cường nha quý vị. Còn cánh tủ là cánh tủ bằng nhôm đúc. Và điều đặc biệt là tại cái phần mà lồi của phần cửa sổ này, chủ đầu tư trang bị cho mình một cái bàn làm việc. Mình có thể là mình ngồi đây mình làm việc, hoặc có thể mình nằm tại đây mình đọc sách vẫn được. Và đây, xin mời quý vị xem qua góc thư giãn của ngôi nhà này. Tại đây thì chủ đầu tư tận dụng cái khoảng ban công để tạo nên một cái góc thư giãn rất là đẹp nha quý vị. Buổi tối mình ngồi đây mình thư giãn rất là lý tưởng. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục xem qua hai phòng ngủ còn lại của tầng 2. Cũng như tầng 1 thì tại tầng 2 này được thiết kế hai phòng ngủ và hai vệ sinh riêng. Tuy nhiên tại đây thì chủ đầu tư chưa trang bị nội thất nha quý vị. Hai phòng ngủ này hiện tại là chủ đầu tư đang để trống nhằm làm để cho mình mang nội thất của mình đến, hoặc là ví dụ như làm kho, làm phòng đọc sách. Rất là nhiều công năng sử dụng khác nhau. Để tránh làm mất thời gian thì Kim Chi Land xin quay lướt qua nha quý vị.
Và sau khi xem xong phòng ngủ phía trước thì mình đi thẳng lên tầng 3 luôn nha quý vị. Quý vị đang đứng tại tầng 3. Khu vực này là khu vực của phòng thờ. Phía sau là sân thượng. Phía sau là sân phơi. Phía trước là sân thượng. Thì riêng cái khoảng sân phơi này thì chủ đầu tư cũng đã được trang bị cho mình rất là nhiều khung bảo vệ rồi nha quý vị. Tại đây thì mình có thể mình làm sân phơi đồ nè. Chỗ đặt máy giặt là tại đây. Rồi, không gian của phòng thờ rất là rộng. Tại cái khu vực phòng thờ thì chủ đầu tư cũng trang bị cho mình một cái giếng trời. Cái giếng trời đây là gọi là giếng trời trung tâm nha quý vị, để lấy gió và lấy sáng cho cả khu vực này luôn. Và đây, đây là không gian thư giãn thứ hai, là sân thượng của mình. Phần diện tích này rất là rộng rãi và thông thoáng. Rồi, quý vị đang xem video của ngôi nhà có diện tích là ngang 5m, dài 16m, kết cấu một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân thượng, sân phơi, ô tô đậu trong nhà, với giá bán là 9 tỷ 300 triệu còn thương lượng nha quý vị. Quý vị quan tâm đến ngôi nhà này và nhiều ngôi nhà đẹp khác trong khu vực này, vui lòng liên hệ với Kim Chi Lan theo số điện thoại bên dưới màn hình để được tư vấn và đưa đi xem nhà hoàn toàn miễn phí. Hiện tại khu vực này đang có khoảng hơn 30 căn nhà đẹp như thế này nha quý vị. Quý vị quan tâm đến những ngôi nhà đẹp như thế này, vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip nhà đẹp khác. Nói chung đến với Kim Chi Lan thì quý vị có rất là nhiều lựa chọn, được hỗ trợ mua nhà với giá tốt nhất, được thương lượng giá trực tiếp với chủ đầu tư và đặc biệt là hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Rồi, video cũng khá dài. Kim Chi Lan xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem hết video từ đầu đến giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.